Bảo hiểm nhân thọ từ lâu đã được biết đến là một giải pháp hữu hiệu để chuẩn bị cho những rủi ro khó lường của cuộc sống. Người dân ở các nước phát triển rất quan tâm đến việc chọn mua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Việc mua bảo hiểm cũng như của để dành, một nguồn lực tài chính cho chính gia đình. Có gần 100% người Singapore mua bảo hiểm nhân thọ, còn ở Mỹ, Nhật là 90%. Và con số này ở Việt Nam chỉ là 8% theo thống kê từ năm 2017. Không có bảo hiểm khi sự cố bất ngờ xảy ra khiến nhiều gia đình khốn khổ. Một trong những đối tượng chính của bảo hiểm nhân thọ là những người trẻ tuổi thì lại là đối tượng ít quan tâm nhất đến lợi ích từ bảo hiểm mang lại. Thưa anh Nam Sơn, có nhiều vị khán giả ở độ tuổi trẻ, họ rất quan tâm tới bảo hiểm nhân thọ nhưng họ chưa biết bắt đầu từ đâu. Chính vì vậy ngày hôm nay thì Mai Trang xin phép được đóng vai trò là một người cầu nối để gửi những câu hỏi đó tới cho anh Nam Sơn. Và câu hỏi đầu tiên của một vị khán giả cũng chắc hẳn là câu hỏi của nhiều người đấy ạ. Tôi đọc một bảo hiểm, một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì thấy có quá nhiều thứ đi và tôi không biết là tôi nên quan tâm tới điểm gì nhất ở trong hợp đồng này. Vâng, thưa các bạn, đối với một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì điều quan trọng nhất khi chúng ta bắt đầu tham gia đó là những lời khai, những thông tin mà chúng ta cung cấp cho công ty bảo hiểm thọ phải đầy đủ và trung thực nhất có thể. Đấy là điểm quan trọng nhất, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyết định của công ty bảo hiểm nhân thọ sau này khi có rủi ro xảy ra có chi trả cho khách hàng hay không. Nó phụ thuộc vào việc là cái lời khai của ban đầu của khách hàng. MFGM là dưỡng chất vàng, 500 kg sữa tự nhiên mới chiết xuất được 1 kg MFGM. Alpha chứa MFGM và DHA giúp kết nối não tốt hơn. Bé thông minh, tự tin, sẻ chia cảm xúc. Khách hàng nó có trung thực hay không? Đấy là điều thứ nhất. Điều quan trọng thứ hai chúng ta cần quan tâm đến đó là những điều khoản liên quan đến nghĩa vụ đóng phí. Hợp đồng bảo hiểm thọ là một cái giao kết giữa công ty bảo hiểm với khách hàng. Khách hàng cam kết với công ty là đóng đầy đủ phí trong quãng thời gian 5 năm, 10 năm, 20 năm. Và công ty cam kết với khách hàng là nếu như anh có rủi ro xảy ra, tôi sẽ chi trả. Vậy thì nếu như anh không thực hiện được cam kết của mình, hay nói cách khác là anh không đóng đầy đủ phí của mình theo những cái định kỳ mà công ty bảo hiểm đã thống nhất với khách hàng, thì anh có thể làm ảnh hưởng đến cái giá trị của hợp đồng bảo hiểm của mình, cũng như là nó có thể làm hợp đồng của mình bị mất hiệu lực. Và nếu như mất hiệu lực có nghĩa là chúng ta sẽ không được bảo vệ nữa. Và thứ ba, điểm thứ ba chúng ta cần quan tâm đó là những trường hợp mà bị chúng tôi gọi là loại trừ bảo hiểm. Có nghĩa là những trường hợp nào công ty bảo hiểm chi trả và những trường hợp nào công ty bảo hiểm không chi trả. Cái này thì lấy một ví dụ đơn giản. Hà Nội mấy hôm vừa rồi mưa ngập rất nhiều. Và nếu như mà ô tô của chúng ta đi bị ngập, tắt máy xong là chúng ta lại cố gắng nổ máy lại và nó gây ra cái hiện tượng gọi là thủy kích, nó làm hỏng cái động cơ của ô tô chúng ta, thì nếu như trong hợp đồng bảo hiểm của cái ô tô đó có bảo hiểm liên quan đến thủy kích thì chúng ta sẽ được chi trả. Còn nếu như không có điều khoản bảo hiểm liên quan đến thủy kích thì chúng ta sẽ chịu hoàn toàn cái tổn thất liên quan đến bộ máy của cái động cơ của chiếc ô tô bị hỏng mà mình không được công ty bảo hiểm chi trả chút nào. Như vậy có nghĩa là cái người bản thân, cái người mà tham gia mua bảo hiểm, họ cũng phải xác định trước là nhu cầu của tôi ở những lĩnh vực gì, tôi muốn được bảo hiểm cho tôi như thế nào, và có thể nếu như mà trong hợp đồng chúng ta không hiểu thì chúng ta có thể hỏi trực tiếp nhân viên tư vấn bảo hiểm để làm rõ những điểm đó, phải không ạ? Một câu hỏi nữa tới từ một vị khán giả tiếp theo. Anh này thì rất lo lắng về tình hình lạm phát. Anh có nói là với tình hình lạm phát như hiện nay thì số tiền tích lũy bảo hiểm nhân thọ liệu sau 5 năm, 10 năm chẳng còn gì thì sao ạ? Vâng, lạm phát là một câu hỏi mà hầu hết tất cả khách hàng đều quan tâm trước khi tham gia bảo hiểm. Thì tôi hoàn toàn nhất trí với cái lo lắng này. Bởi vì chúng ta có thể hình dung là lạm phát nó sẽ ảnh hưởng đến mọi người, mọi khoản tài sản mà chúng ta đang tích lũy, đặc biệt là những khoản tài sản mà bằng tiền, bằng tiền đồng của chúng ta. Thì tuy nhiên thì chúng ta có thể nhận thấy là trong những năm gần đây thì lạm phát đang được kiểm soát ở một cái mức độ mà nó tương đối là phù hợp, nó có đủ để mà kích thích cái sự tăng trưởng của nền kinh tế và nó cũng không làm ảnh hưởng quá nhiều đến cái tài sản tích lũy được của người dân. Tuy nhiên cần khi mà liên quan đến bảo hiểm thọ thì chúng ta cần nhớ cái vai trò đầu tiên cũng như là vai trò quan trọng nhất của bảo hiểm thọ, đó là cung cấp một cái khoản tài chính để bù đắp cho những cái thiệt hại về mặt tài chính xảy ra khi có rủi ro. Và dù có lạm phát mấy đi chăng nữa thì chúng ta vẫn cần cái khoản tiền đó. Chúng ta vẫn cần nó vào cái lúc mà chúng ta rơi vào tình trạng là có thể nói là khó khăn nhất, khi mà tai nạn xảy ra hoặc là khi bệnh tật ập xuống.
thực tế kinh doanh bảo hiểm nhân thọ cho thấy là đặc biệt những cái năm nào mà lạm phát cao thì kinh doanh của bảo hiểm nhân thọ lại càng tốt hơn. Có lẽ bởi vì người dân người ta hiểu rằng là lạm phát có nghĩa là đồng tiền đồng tiền bị giảm mất giá trị, thì người ta chẳng có cách nào để bù đắp bằng cách là người ta phải tiết kiệm nhiều hơn, là phải tích lũy nhiều hơn để bù đắp lại cái sự thiếu hụt của do lạm phát gây ra. Và thêm nữa thì các công ty bảo hiểm thọ cũng có các những sản phẩm bảo hiểm mà nó có liên kết với các hoạt động đầu tư, nó sẽ mang lại những cái giá trị gia tăng cho khách hàng đối với cái khoản tài sản mà khách hàng đang nắm giữ tại công ty bảo hiểm. Và như vậy thì nó cũng làm giảm bớt được cái gánh nặng của lạm phát đối với cái tài sản mà khách hàng đang có. Vâng, bảo hiểm nhân thọ là một loại bảo hiểm mà phải kéo dài tới rất nhiều năm, có khi là tới hàng chục năm trời. Chính bởi vậy mà chúng tôi hiểu rằng có rất nhiều vị khán giả quan tâm tới việc nếu như tôi mua bảo hiểm nhân thọ, sau đó công ty bảo hiểm trong một trường hợp rủi ro dành cho công ty bảo hiểm nó phá sản thì tôi sẽ nhận lại được những cái quyền lợi gì đây? Vâng, để nói đến câu chuyện phá sản của công ty bảo hiểm nhân thọ thì chúng ta sẽ phải hiểu một cách đầy đủ về những cái nguy cơ mà có thể xảy ra đối với công ty bảo hiểm. Phá sản của một công ty bảo hiểm nó một cách đơn giản đó là công ty bảo hiểm mất khả năng thanh toán, không đủ khả năng thanh toán cho khách hàng khi mà có một sự kiện rủi ro xảy ra. Về điều này thì tất cả mọi công ty bảo hiểm thọ ở thị trường Việt Nam đều được Bộ Tài chính giám sát một cách rất chặt chẽ liên quan đến khả năng thanh toán, với những quy định rất là rõ ràng về vốn điều lệ, về khoản ký quỹ tại ngân hàng thương mại của nhà nước, về việc là chúng ta phải có các quỹ dự phòng kỹ thuật, quỹ dự phòng toán học, và chúng ta cũng cần phải thành lập các cái quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Bên cạnh đó thì cái danh mục đầu tư của công ty bảo hiểm cũng là những danh mục rất an toàn, bởi vì mục tiêu của công ty bảo hiểm là bảo toàn vốn cho khách hàng. Do vậy họ thường đầu tư vào những lĩnh vực rất là an toàn, ví dụ như mua trái phiếu chính phủ hoặc là gửi tiền tại các cái ngân hàng thương mại cổ phần có vốn của nhà nước. Nó sẽ giúp đảm bảo an toàn cho nguồn vốn của khách hàng, mặc dù về mặt lợi nhuận nó có thể không cao được bằng các hình thức đầu tư khác, nhưng mà nó rất an toàn về vốn cho khách hàng. Và tôi muốn đặt ra một cái câu hỏi để tóm gọn lại cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Nếu như có những cái lưu ý để dành tới cho những người mua bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt là những người trẻ, thì anh sẽ lưu ý những điểm nào cho họ? Những cái lưu ý quan trọng nhất đối với người trẻ là bởi là họ nên tham gia ngay, tham gia sớm, bởi vì tham gia càng sớm thì càng có lợi. Có lợi ở nhiều chỗ, như tôi đã nói lúc trước, quan trọng nhất là cái mức phí nó tương đối thấp. Và đối với người trẻ thì có thể họ chưa biết là phải bắt đầu từ đâu, chưa biết làm như thế nào, biết bỏ bao nhiêu tiền ra, họ có thấy bảo hiểm thọ là rất hay, nhưng mà vậy thì tôi tham gia mức phí như thế nào là phù hợp? Thì lời khuyên của chúng tôi đó là khách hàng nên bắt đầu từ mức tham gia bảo hiểm khoảng 10% thu nhập của mình. 10%, và sau đấy chúng ta dần dần khi mà thu nhập chúng ta tăng dần lên, chúng ta có thể nâng dần cái mức đóng phí bảo hiểm lên, có thể lên mức khoảng 15% và tối đa khoảng 20%. Và đặc biệt là nếu như chúng ta có những nhu cầu lớn, thì nếu như nhu cầu tài chính lớn mà chỉ tích lũy nhỏ thì sẽ không thể đủ được, thì buộc chúng ta phải gia tăng cái phần tích lũy của mình lên để nó tương ứng với cái nhu cầu tài chính của mình về sau này. Và cũng có rất nhiều người trong chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm thì cũng có đưa ra lời khuyên rằng bảo hiểm là một cái loại sản phẩm mà được bán khi mà bạn chưa cần đến nó, và cũng chỉ được mua và nên được mua khi mà bạn chưa cần, còn khi mà bạn cần nó rồi thì có lẽ lúc đó cũng đã muộn, đúng không ạ? Chính vì vậy, hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi gửi tới cho quý vị khán giả liên quan tới chủ đề bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp cho quý vị có được những suy nghĩ cũng như là cân nhắc về việc chúng ta nên mua bảo hiểm ngay bây giờ, bởi vì đặc biệt với những người trẻ, càng mua sớm thì sẽ càng có lợi. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Nguyễn Nam Sơn với những chia sẻ và phân tích của anh trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn chị.